Sài Gòn sẽ cấm đường để diễn tập chống khủng bố. Tin từ Sài Gòn, nhà cầm quyền cộng sản tại Sài Gòn thông báo sẽ cấm một số tuyến đường vào ngày 15 tháng 2 để phục vụ diễn tập các lực lượng vũ trang và bán vũ trang chống khủng bố. Theo Thông tấn xã Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản Sài Gòn sẽ huy động nhiều lực lượng tham gia diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại khu vực trung tâm thành phố và khu vực phi trường quốc tế Tân Sương Nhất. Theo Sở Công an thành phố, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá sự sẵn sàng trong giải quyết sự phối hợp giữa các lực lượng trong tình huống giả định nhóm khủng bố lợi dụng tình hình phức tạp về an ninh trật tự, tấn công trên không gian mạng, tấn công chiếm đóng các cơ quan nhà nước, gây rối khu vực phi trường tân sự nhất. Bên cạnh đó, các tuyến đường sẽ bị ảnh hưởng bao gồm đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Du trên địa bàn quận 1 và quận 3 vào khoảng thời gian từ 6 giờ đến 10 giờ ngày 14 tháng 12 và từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 15 tháng 12. Thưa vị nhân viên điều hành phi trường Tân Sơn Nhất nói việc diễn tập không ảnh hưởng đến hoạt động của phi trường. Theo nội dung của cuộc họp gần đây về chống khủng bố của khu vực ASEAN, thì Việt Nam không có đe dọa trực tiếp từ khủng bố. Tuy nhiên, công an Việt Nam vẫn thổi phòng nguy cơ này để đe dọa với bất đồng chính kiến, đồng thời tìm cách moi tiền ngân sách nhà nước. Vào năm 2018, đã có 16 người bị khép vào tội khủng bố vì bị cho là thuộc một nhóm dự định tiến hành khủng bố bằng bom xăng phi trường Tân Sơn Nhất và đốt cháy một bãi chứa xe. Tuy nhiên, thân nhân của một số người bị kết án trong vụ nói đây là vụ án ngụy tạo và những người bị cáo buộc khủng bố bị xét xử bởi một tòa án không công minh trong thời gian rất ngắn thưa quý vị trong năm nay ba nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ ông châu văn khảm quốc tịch úc ông nguyễn văn viên và ông trần văn quyền cũng bị kết tội khủng bố cho dù công an không có gì chứng minh ba ông đã hoặc có kế hoạch khủng bố kính thưa quý vị